vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hại Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ đại kinh giải diệt nghĩa, chủ giảng dạ, lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia, thời gian ngày 6 tháng 8 năm 2010, tập 98. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại thừa vô lượng thọ kinh giải. Trang 114. Đọc từ phần kinh văn in chữ to xem từ phần kinh văn hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức cụ túc vô lượng hành nguyện an trụ nhất thiết công đức pháp trung du bộ thập phương hành quyền phương tiện nhập Phật pháp tạng cứu cánh bỉ ngạn đây là tổng cương lãnh của cả phẩm tán tháng công đức của phổ hiền Bồ Tát. Chúng ta đọc lời chú giải của cụ niệm tổ Bổn phẩm Tùng Hàm cộng tuân tu Cho đến cuối phẩm này Bất khả tư nghị Trong bản này là trang 147 nếu chúng ta lật ra xem Sẽ thấy Kinh văn phẩm này Đến câu cuối Cùng là lời tổng kết Hoàn toàn là tán thán Đức của Phổ Hiền Bồ Tát Lão cư sĩ nói Giai thị tán tháng Phổ hiền đại sĩ Kỵ hội trung nhất thiết Bồ Tát chi đức Trên thực tế Đức của hết thảy Bồ Tát trong hội Đều là đức của phổ hiền đại sĩ Kinh văn phẩm này khá dài có thể nói là mỗi chữ, mỗi câu chúng ta đều nên học tập dẫn dụng vào cuộc sống, công việc Đãi người Tiếp vật Đó là chúng ta tu đức của Phổ Hiền Đại Sĩ Chúng ta xem lời chú giải kế tiếp Đại sĩ giả Tức Bồ Tát Tức Đại đạo tâm hữu tình Cổ nhân dịch là Đại đạo tâm chúng sanh Quyền trang đại sư dịch là Giác hữu tình Đại đạo tâm hữu tình Thì nói cách khác vì ấy vẫn chưa đoạn sạch tình Nên là Bồ Tát Nếu sau Đại Đạo Tâm Không có hai chữ ấy Sẽ là Phật Đà Sai biệt ở chỗ này Sĩ Vị Sĩ Phu Người qua gọi người đọc sách dạy học là Sĩ Đại Phu Do thời cổ đó là người dạy học Hiện thời gọi là thầy giáo Thời cổ không gọi là thầy mà gọi là phu tử Khổng phu tử tức là thầy khổng Này gọi là thầy Cổ nhân gọi là phu tử Vì thế gọi là sĩ phu Tức là người đọc sách, dạy học Đại giả Tức tiền thiết Đại đạo tâm chi đại Chẳng lặp lại điều này Chẳng nhắc lại Bốn kinh hồi trung Dĩ phổ hiền Bồ Tát Vì nhất thiết Bồ Tát chi thượng thủ Dùng phổ hiền Bồ Tát làm đại diện Cho vô lượng vô biên Bồ Tát tham gia Pháp hội Lấy Ngài làm đại biểu Dư, gian thù, di lạc, hiền hộ, đẳng xuất gia tại gia bồ tát đều bao gồm hết kỵ thập phương lai hội vô lượng vô biên chi chư đại bồ tát dài tất tuân hành phổ hiền đại sĩ chi đức từ mấy câu kinh gian ngắn ngủi này Chúng ta có thể thấu hiểu rõ ràng Hội vô lượng thọ này Và hội quan nghiêm Chẳng hai chẳng khác để biểu thị Pháp Trong Kinh Hoa Nghiêm Cũng lấy Phổ Hiền Bồ Tát Làm con trưởng Tức là ý nghĩa Thượng Thủ đang nói ở đây trong phần sau Cụ Hoàng cũng nói Phổ hiền đại sĩ nải hoa nghiêm trưởng tử Kỳ chí đức tức thập đại nguyện dương Đạo quy cực lạc giả Nói đến cùng tổ đức của Phổ hiền Bồ Tát Chính là một câu Mười đại nguyện dẫn về cực lạc Do đây, ta có thể biết tầm quan trọng của mười đại nguyện dương. Kinh luận và cổ đại đức cũng thường nói, Bồ Tát chẳng tu mười nguyện phổ hiền, sẽ chẳng thể viên thành Phật Đạo. Do điều này, ta có thể biết, phổ hiền hạnh nguyện, là khoa mục ác phải tu học của tất cả các vị Bồ Tát. Tuy cương lãnh chỉ có 10 điều, tức 10 câu, nhưng tế hạnh vô lượng vô biên. Từ Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, chúng ta có thể thấu hiểu Thập thiện chỉ có 10 điều Đại Thừa Bồ Tát đã triển khai 10 điều ấy Thành 8 dạng 4 ngàn tế Hạnh Quý vị thấy 10 điều có thể biến thành 8 dạng 4 ngàn điều Bồ Tát đấy 10 nguyện phổ hiền chẳng phải chỉ có chừng đó dữ mà là vô lượng vô biên vô số vô tận hành nguyện nhưng chẳng vượt ngoài mười cương lãnh ấy ta mới biết mười cương lãnh đó trọng yếu ngần ấy tám vạn bốn ngàn Nhớ không xuể Mười điều này dễ nhớ Nhớ mười điều Thực hiện được Thì tám dạng bốn ngàn tế hạnh Bèn viên mãn Ở chỗ này Cụ Hoàng nêu lên danh xưng của mười nguyện Vị Đại sĩ Thập chủng Quán Đại Hành Nguyện Nhất Giả Lệ Kính Chư Phật Chúng tôi giới thiệu đơn giản mỗi điều một chút. Chứ gì phải biết đối với điều thứ nhất mười điều giống như một tòa cao ốc mười tầng điều thứ nhất là tầng đầu tiên chứ gì phải biết chẳng có tầng thứ nhất sẽ không thể có tầng thứ hai không có tầng thứ hai sẽ không thể có tầng thứ ba nói cách khác tầng sau chắc chắn bao gồm tầng trước tầng trước chẳng nhất định bao gồm tầng sau có lệ kính không nhất định có sừng tán có sừng tán chắc chắn có lệ kính do vậy chúng ta hiểu rõ tu hành phải có thứ tự không thể nhảy cốc được ta chẳng cần mấy điều trước chỉ cần một điều sau có được hay không chắc chắn là chẳng thể được lễ kính xếp đầu tiên lễ là lễ tiết đó là nhìn từ biểu hiện bên ngoài kính là thành kính là tánh đức trong nội tâm tánh đức lưu lộ ra ngoài sẽ tự nhiên là lễ Lễ có cần phải học hay không? Quá tâm chân thành cung kính Không cần học mà tự nhiên đúng lễ Thật đấy, chẳng giả tí nào Nếu bên trong chẳng có tâm thành kính Bên ngoài học lễ thì lễ ấy là hư ngụy Chẳng thật Người sáng mắt vừa nhìn đã thấy thấu suốt, giả chất, à, cố ý tạo tác. Chúng ta hiểu thực chất của lễ là kính, hết thảy cung kính. Tâm cung kính là tánh đức. cung kính là tánh có sẵn trong tự tánh không do học được này chúng ta phải học lễ vì sao đã mê mất tự tánh thời gian mê quá dài mê quá lâu nên chẳng còn thấy tâm thành kính nữa dùng tâm gì tâm hư ngụy Tương phản của thành kính là hư ngụy Ai trong chúng ta chịu thừa nhận Chính mình dụng tâm hư ngụy Đều chẳng thừa nhận Toàn là nghĩ tâm của chính mình là chân tâm Nhưng Phật Bồ Tát Thấy chúng ta dụng tâm hư ngụy Chẳng phải là chân tâm thư ngụy là gì a à, lại gia là giọng tâm chẳng phải là chân tâm giới hạn giữa chân và giọng là gì nói theo cách định nghĩa của người hiện thời dùng điều gì để vạch ra giới chân tâm vĩnh hằng chẳng thay đổi vọng tâm biến hóa trong từng sát na dùng đạo lý này để hoạch định ranh giới chúng ta cũng đang chịu phục đích xác là tâm chúng ta chẳng chân thành Niệm trước diệt, niệm sau sanh. Sanh diệt chẳng trụ, chẳng ngừng. Tốc độ nhanh chóng. Chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng hiện thời các nhà khoa học lượng tử đã phát hiện tốc độ của nó quá nhanh phật pháp thân bồ tát trong cảnh giới thiền định rất sâu đã thấy những điều được các ngài thấy trong thiền định là cảnh giới hiện lượng thiền định cực sâu tốc độ vô cùng nhanh dẫu dao động tột bậc yếu ớt các ngài vẫn có thể thấy rõ ràng khoa học hiện thời dùng các máy móc tinh vi để quan sát à, còn Phật Bồ Tát thấy trong định Chúng ta chẳng thể không bội phục những nhà khoa học ấy Từ các dụng cụ tinh vi Họ cũng thấy được Ba thứ tế tướng của a lại gia Nói thật ra Những máy móc ấy vẫn chẳng sánh bằng công phu định lực máy móc thấy những điều đương nhiên chẳng biết nguyên do trong thiền định phật bồ tát trông thấy các hiện tượng hiểu rõ căn nguyên vì sao có những hiện tượng ấy đều thấy thấu suốt điều này cho thấy nếu so sánh giữa công phu thiền định và máy móc khoa học, công phu định lực vượt trội, chẳng có gì so sánh bằng. Nếu chúng ta chọn lựa giữa hai phương pháp, chắc chắn mọi người sẽ chọn thiền định. Nếu chúng ta hỏi Khoa học có thể phát hiện căn nguyên hay không? Dựa theo lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh điển Chuyện ấy chẳng thể được Vì sao? Họ chẳng đoạn tập khí phiền não sẽ chẳng thấy trần tướng. Tập khí phiền não chứa ngại tự tánh. Nên chỉ có thể thấy ba tế tướng của A Lại Gia. Trong kinh Đức Phật đã giảng, dạ. Ngài nói tám thức. Công năng của tám thức khác nhau. Công năng của tám thức khác nhau công năng lớn nhất là thức thứ sáu tức ý thức này chúng ta gọi thức thứ sáu tức ý thức là tư tưởng triết gia tây phương có nói tôi tư duy nên tôi tồn tại Đức Phật nói Đối với bên ngoài tư tưởng có thể duyên đến hư không Pháp giới Các nhà vật lý học hiện tại Gọi hư không Pháp giới là vũ trụ vĩ mô Thức thứ sáu có thể duyên tới Ác cần dùng các dụng cụ khoa học tinh vi để phụ trợ Nó sẽ duyên tới Đối nội có thể duyên tới a hán gia đức phật đã nói trong lời này từ ba ngàn năm trước hiện nay đã được chứng thực phàm phu chúng ta duyên chặn tới các nhà khoa học thông minh sử dụng máy móc dùng toán học có thể duyên tới nhưng chẳng duyên được tự tánh nên vẫn không thể giải quyết vấn đề các phát hiện này nói theo cách bây giờ thì là tri thức tri thức uyên bác nhưng chẳng phải là trí huệ Trong thiền định Đức Phật thấy bằng trí huệ Trí huệ khác với tri thức ở chỗ Một đằng là đoạn sạch phiền não Một đằng là phiền não vẫn còn Khoa học gia chưa đoạn phiền não Giống hệt như chúng ta Có vọng tưởng phân biệt chấp trước Nhưng chư phật như lai pháp thân đại sĩ đã đoạn sạch phiền não chẳng còn không chỉ là phân biệt chấp trước chẳng còn mà ngay cả khởi tâm đồng niệm đều không có vĩnh viễn chẳng khởi tâm không đồng niệm đó là cảnh giới gì nói theo tịnh tông sẽ là cảnh giới thường tịch quan không khởi tâm, không đồng niệm, nó có thể khởi tác dụng hay không? Có thể. Chúng sanh có cảm, tự nhiên sẽ có ứng. Cảm ứng đạo giao, Pháp vốn là như vậy. Sống động chẳng chết cứng. Có thể nào chẳng khởi tác dụng? Vì khắp Pháp giới hư không giới là một tự thể nhất chân. Chỉ có một tự thể này. Ngày hôm qua, tôi xem một bản tin do một đồng học hạ tải từ Internet hạ tải xong kể với tôi tin tức ấy hiện thời các nhà khoa học lại phát hiện điều gì trong lỗ đen có vũ trụ trong vũ trụ chẳng biết có bao nhiêu lỗ đen trong mỗi lỗ đen đều có một vũ trụ chuyện vừa được phát hiện như thế trong kinh phật có đề cập hay không có ở đâu vậy trong các phẩm hoa tạng thế giới và thế giới thành tựu của đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh những điều ấy vẫn thuộc trong phạm vi của thức thứ sáu quý vị thấy nó có thể duyên tới vũ trụ vĩ mô và duyên tới a lại gia là duyên theo vũ trụ vĩ mô vũ trụ vĩ mô và vũ trụ vi mô ý thức đều duyên được đối với chúng ta mà nói những điều này là chuyện tốt vì sao giúp chúng ta tăng thêm tính tâm đối với đại thừa phật pháp nhưng để thực sự giải quyết vấn đề vẫn cần đến đại thừa phật pháp khoa học đã giúp đỡ đại thừa phật pháp chẳng ít giúp gì vậy giúp chúng ta kiến lập tính tâm kiên định chẳng còn hoài nghi tin vào giới định huệ của chính mình tin tưởng lời đức phật đã dạy trong kinh chế tâm nhất xứ vô sự bất biện lợi ích thân thiết nhất là giúp cho thân tâm của chúng ta khỏe mạnh. Rất có lợi. Bản thân chúng ta dùng ý niệm để điều chỉnh cho thân tâm khỏe mạnh. Dùng ý niệm để biến đổi dung mạo đẹp đẽ hơn. Chẳng có khuyết điểm gì. Quý vị nói tới thẩm mỹ viện bên ngoài. Đó là hại người. Phá hoại sinh thái tự nhiên Dùng ý niệm để sáng tạo sinh thái tự nhiên Đó là chính đáng thường hằng Nếu mở rộng ra Gia đình hòa thuận Sự nghiệp thuận lợi Xã hội hòa hài Thiên hạ thái bình Mở rộng đến hoàn cảnh cư trụ của chúng ta Núi sông đại địa sẽ diễn diễn không có tài biến Do ý niệm đấy Khoa học phát triển đến cảnh giới này Đối với nhân sinh mới có lợi ích chân thật chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật tánh đức trong tự tánh tự nhiên lưu lộ ra ngoài cốt loại của tánh đức là ái cổ nhân Trung Quốc đã nói phụ tử quá thân ở đây sự thân ái được phổ hiện Bồ Tát gọi là lễ kính lễ kính là ái là biểu hiện của ái chư phật nói tới chư phật tức là bao gồm hết thảy chúng sanh trong kinh đức phật thường nói hết thảy chúng sanh vốn là phật há có thể chẳng cung kính hoàng nguyên quán nêu thí dụ lấy một di trần làm ví dụ quý vị nghĩ xem đối với một hạt di trần chúng ta đều phải lệ kính huống hồ những thứ khác di trần là cơ bản của vật chất Tất cả hết thầy vật chất Đều do Di Trần tụ tập Vì thế Danh xưng khoa học của nó Là hạt cơ bản Trong Phật Pháp Gọi là một Di Trần Khoa học nói nói là cơ sở của tất cả vật chất hiện thời cơ sở của mọi vật chất được gọi là lượng tử còn nhỏ hơn hạt cơ bản nhục nhãn chẳng thể thấy lượng tử liễu giải chân tướng sự thật Tâm lệ kính tự nhiên sanh khởi Cung kính hết thảy Người có tâm thành kính Chắc chắn chẳng hại kẻ khác Quyết định sẽ chẳng hại hết thảy dạng vật Kể cả Cây cối hoa cỏ Núi sông đại địa Yêu thương che chở chúng Giống như yêu thương thân nhân chúng ta Các động vật thực vật Núi sông đại địa như thế Sẽ đáp tạ lòng yêu thương ấy bằng sự viên mãn tận thiện tận mỹ có thế giới ấy hay không có kinh hoa nghiêm nói đến thế giới hoa tạng trong kinh luận tịnh độ nói tới thế giới cực lạc những thế giới ấy Đều có tình hình như thế Cư dân bên ấy Ai nấy đều thực hiện Mười đại nguyện dương Quý vị thấy đó Hàm cộng tuân tu Phổ hiền đại sĩ chi đức Nói rõ điều gì Nói rõ Tây phương cực lạc thế giới Là thế giới của phổ hiền đại sĩ chi đức hễ người nào giảng sanh thế giới Tây Phương Người ấy đã tu viên mãn đức của Phổ Hiền Đại Sĩ Chẳng tu viên mãn làm sao đến được Vì thế nay chúng ta rất muốn đến Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Quý vị đọc kinh vô lượng thọ Cho tới hiện thời Vẫn còn thuộc phẩm tự Kinh văn của phần chứng tính dài lắm Phải chia làm hai đoạn lớn Dài ở phần nào Dài ở chỗ nói về đức của phổ hiền đại sĩ Bởi lẽ một phẩm kinh này Hoàn toàn giảng về đức của phổ hiền đại sĩ Người trong Tây Phương cực lạc thế giới Ai cũng tu viên mãn những điều đã được nói trong một phẩm này. Chúng ta thật sự muốn giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới chẳng thể không làm. Không làm sẽ chẳng đến được. Là một ít phần cũng được. coi toàn phần đức của phổ hiện đại sĩ là một trăm phần chúng ta có được một phần sẽ có thể giảng sanh phẩm vị bên kia cao hay thấp khác nhau chúng ta chỉ có một phần giảng sanh thế giới cực lạc phẩm vị sẽ thấp một chút nếu thật sự làm viên mãn giảng sanh sẽ là thượng thượng phẩm giáng sanh trong cõi thật báo trang nghiêm của Tây Phương cực lạc thế giới. Chúng ta chỉ có một phần hoặc hai phần hạ hạ phẩm giảng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Được rồi, có thể giảng sanh là giỏi rồi. Do vậy, phải tu đức của Phổ Hiền Đại Sĩ tận tâm tận lực tu chẳng thể không tu. Đầu tiên là phải học lệ kính Đối với bất cứ ai đều phải có tâm cung kính Đều phải lệ phép Người khác đối với ta chẳng có Nhưng ta đối với người khác đang có Đây là đúng Nhất định phải thật sự làm thì mới được Niệm A-di-đà Phật Xuân Chẳng tù đức Sẽ không được Giải và hành tương ứng với a di Đà Phật Chỉ niệm không tu chẳng có cách nào Niệm và thật tu Mới thành tựu vô lượng công đức trở nên không biết điều này Trước hết là học lệ kính Nhị giả xưng tán như lai Quý vị thấy ở đây Ngài chẳng nói khen ngợi chư Phật Mà ngay lập tức thay đổi Chúng ta phải hiểu rõ Dụng ý thay đổi danh xưng Trong kinh hãy nói chư Phật là nói theo tướng Nói như lai like là nói theo tánh. Nói chư Phật là nói theo sự. Nói như lai like là nói theo lý. Quý vị càng rõ ràng hơn. Xưng tán là gì? Xưng tán thì chẳng thể tùy tiện ca ngợi. Kẻ khác chẳng có đức hạnh thật sự, chớ nên khen ngợi người ta có đức hạnh thì nhất định phải khen ngợi cũng có thể nói người ấy làm lành thì phải khen ngợi kẻ ấy làm ác chớ nên khen ngợi kẻ làm chuyện tham sân si mạng há nên khen ngợi nếu người ấy tu giới định huệ đáng nên khen ngợi bỏ mình vì người đáng nên khen ngợi Tự tư tự, tự lợi chớ nên khen người. Phải hiểu những điều này. Qua 53 lần tham học, thiện tài đồng tử đã biểu diễn cho chúng ta thấy. Quý vị thấy, đối với lễ kính chư Phật, Ngài tham phỏng thiện trì thức, xuất gia hay tại gia, nam nữ già trẻ chẳng bất kính một ai trong xã hội bậc thiện nhân làm lành cung kính người ấy kẻ ác làm ác gặp gỡ cũng cung kính chẳng phân biệt nói theo tướng là chẳng có phân biệt nhưng khen ngợi thì có những trường hợp chẳng khen ngợi có lệ kính có cúng dường nhưng chẳng khen ngợi Rõ rệt nhất là ba vị thiện tri thức. Chẳng hạn như tháng nhiệt bà la môn thiện tài đến tham phẩm có lệ kính có cúng dường nhưng chẳng khen ngợi vì sao vị bà la môn này đại diện cho ngu si trong tham sân si vị ấy đại diện cho si nên chẳng khen ngợi gì ấy Chẳng khen ngợi cam lộ quả dương Vì nhà vua đại diện cho sân hận Hết sức nóng nảy Thiện tài đồng tử tham phỏng Cô Phạt Tu Mật Đa Chẳng khen ngợi vì sao Cô ta là kỹ nữ Tượng trưng cho tham ái Quý vị thấy ba vị ấy đại diện tham sân si Hiện tài đồng tử lễ kính Cúng dường họ Nhưng không khen ngợi Chúng ta phải hiểu điều này Người nào Tâm hạnh phù hợp Nói theo kiểu Trung Quốc là hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ. Chúng ta khen ngợi. Nếu kẻ ấy bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, chúng ta lễ kính, cúng dường kẻ ấy, nhưng không khen ngợi. Thiện tài dạy chúng ta như vậy. Danh từ được sử dụng ở đây, chư Phật và Như Lai khác nhau. trong Phật pháp người có tâm hạnh tương ứng với thập thiện nghiệp đạo phải khen ngợi kẻ tương ứng với thập ác chẳng khen thập ác là giết trộm dầm dối tham sân si mạng Đối với kẻ ấy chẳng khen ngợi Nhưng nhất định phải lệ kính Nhất định phải cúng dường Chúng ta phải học điều này Thứ ba quản tu cúng dường Điều này trọng yếu Quý vị xem Nó được đạt thành điều thứ ba Vô cùng trọng yếu người trong thế gian bất luận thuộc quốc gia nào chủng tộc nào tuy gian hóa khác nhau tín ngưỡng khác nhau nhưng tâm cầu của cải giống nhau tâm cầu trí huệ giống nhau cầu khỏe mạnh sống lâu giống nhau quý vị thấy tối thiểu là ba thứ này giống nhau bất luận đi tới đâu quý vị hỏi người ta có muốn ba thứ ấy hay không muốn năm xưa tôi ở mỹ gần như các thành phố lớn đều đã đi qua tôi gặp kẻ khác đều hỏi tôn giáo bất đồng Những người hàng xóm của chúng tôi cũng rất thân thiết. Tôi đều hỏi họ có muốn ba thứ ấy hay không? Muốn. Họ cũng chẳng phải là Phật giáo đồ. Nhưng hỏi họ, họ muốn. Bất luận tin theo đạo nào họ đều muốn. Ba thứ ấy do đâu mà có Đều do rộng tu cúng dường mà có Nhưng họ không biết mười năm trước năm một chín chín mươi chín tôi ở tân gia ba có duyên phận thường qua lại với chính đại tôn giáo ở tân gia ba về sau chúng tôi rất thân thuộc đều biến thành bạn thân thiết rồi chuyện gì cũng đều bàn luận có rất nhiều người hỏi tôi thầy rất có tiền tiền do đâu mà có thật đấy trong các tôn giáo phật giáo xác thực là có tiền nhất tiền do đâu mà có do bố thí càng thí càng đưa tới nhiều hơn đừng nên hỏi xin tiền người khác tức tận hết sức tu bố thí nó sẽ đưa tới dân gian trung quốc thờ thần tài Thần tài là ai chính là đại phu phạm lãi của nước việt thời xuân thu có lẽ người bình thường biết đến phạm lãi chẳng nhiều lắm nhưng người biết tây thi rất nhiều tây thi là vợ của phạm lãi Thuở trẻ Tây Thi bị quốc dương là câu tiễn Phái sang nước ngô Làm gián điệp trước mặt ngô dương phù say Sưu tập tình báo Do vậy nước ngô lẽ đầu giảng dòng quốc nước ngô đã mất rồi cô ta trở về ôm lấy chồng cùng nhau rời khỏi câu tiễn đi buôn bán người này thông minh có trí huệ yêu nước thực hiện hy sinh hiến dân Buôn bán Được mấy năm bèn phát tài Sau khi phát tài Bèn đem của cải Cứu giúp nhân dân đói nghèo Tức là tán tài Đi khắp nơi kết duyên Bố thí cúng dường Bố thí hết rồi từ món vốn nhỏ nhoi lại buồn bản Sau hai ba năm lại phát tài Quý vị thấy lịch sử ghi ông ta là tam tụ tam tán Trong mạng ông ta có tiền của Bố thí hết rồi mấy năm sau lại phát đạt Lại còn phát tài nhiều hơn trước Phát tài rồi lại tán tài Tam tụ tam tán đây là điển hình khuôn mẫu cho giới thường nhân. Vì thế người Trung Quốc coi ông ta là tài thần. Trong quá khứ thờ tài thần là thờ phạm lại. Tôi thấy ở Đài Loan cũng thờ thần tài. Nhưng xem ra là ai? quan công. quan công chẳng dính dáng gì đến phát tài. quan công tượng trưng cho nghĩa khí. Trong 12 đức mục, quan công đại diện cho lễ nghĩa liêm sĩ trọn chẳng tượng trưng cho của cải thờ phạm lãi làm tài thần thì có lý phải học tập ông ta quý vị mới có thể phát tài do vậy bố thí hết sức trọng yếu Kẻ muốn phát tài hãy tu tài bố thí Của cải chẳng dành cho mình Của cải phải vì quảng đại quần chúng Quý vị mới thật sự phát tài Chúng ta muốn thông minh trí huệ Hãy nên tu pháp bố thí Quả báo của pháp bố thí là thông minh trí huệ Quả báo của vô úy bố thí là được khỏe mạnh sống lâu Vô ý là gì? Khi người khác gặp khó khăn Hoặc lúc họ kinh quản sợ hãi Quý vị có thể giúp người ấy quá giải Khiến cho người ấy thân tâm bình an Đó là vô ý bố thí Quả báo là được khỏe mạnh sống lâu À, tu vô ý bố thí thuận tiện nhất đơn giản nhất là ăn chay đừng ăn thịt chúng sanh quý vị thấy chúng sanh khi bị giết đáng thương lắm chúng chẳng có năng lực chống cự Bị quý vị giết ăn Nỗi oán hận của chúng Dĩ viễn chẳng quá giải Do vậy Trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta Hai câu danh ngôn Dục tri thế gian đau binh kiếp Đau binh kiếp là chiến tranh Nếu quý vị thật sự muốn biết Chiến tranh trên thế gian này do đâu mà có vì sao có chiến tranh? Nếu mong cho thế gian này vĩnh viễn không có chiến tranh Đức Phật có dạy một câu Trừ phi chúng sanh bất ngực nhục Nếu chúng sanh chẳng ăn thịt nữa chiến tranh trên thế giới này chẳng còn nữa nói cách khác chiến tranh là do chúng ta ăn thịt đó thật sự là nhân tố thứ nhất Oan oan tương báo Chẳng xong chẳng kết thúc Vì thế Không sát sanh Không ăn thịt Là vô ý bố thí tích cực hơn nữa khi chúng ta thấy chúng sanh bị bắt bị giết có thể cứu một mạng cho chúng bèn dùng tiền chuộc để phóng sanh đó là chuyện tốt cứu cho chúng sanh một mạng chúng sẽ cảm ơn đội đức quý vị Đó là vô ý bố thí Phạm vi của vô ý bố thí cũng vô cùng rộng lớn Chúng ta phải biết tu công đức ấy như thế nào Đó cũng là tu công đức Khỏe mạnh, sống lâu phải yêu thương che chở tiểu động vật cây cối hoa cỏ vì sao chúng nó đều có linh tánh trong phật môn giới luật của người xuất gia có câu thanh tịnh tỳ kheo bất đạp sanh thảo cỏ mọc rất tươi tốt quý vị đạp lên nó để đi nó có vui lòng hay chăng chẳng phải là nó không có tri giác nó có thể thấy nghe hiểu ý nghĩ con người không chỉ cây cối hoa cỏ có thọ tưởng hành thức kể cả sông núi đại địa bùng cát đá đều có thể thấy nghe hiểu ý của con người vì thế phải cung kính hết thảy do đạo lý này chúng nó chẳng phải là vô tri chết cứng do vậy chúng ta đối với hết thảy mọi vật đều phải cung kính vì vật chất và tinh thần diễn diễn nối liền diễn diễn không thể tách rời trong kinh đức phật dạy trong một hạt trần xa hiện thời các nhà lượng tử lực học cũng phát hiện trong một hạt di trần có thông tin viên mãn của toàn thể vũ trụ Do đó Hiền Thủ Đại Sư Bảo một di trần trọn khắp Pháp giới Xuất sanh vô tận Di trần còn như thế Hà huống cây cối hoa cỏ Hết thảy các động vật Vì thế chúng ta hiểu đạo lý này Quảng tu cúng dường mới thật sự cúng dường chính mình Khiến cho chính mình có của cải vô tận Trí huệ tướng hảo Đều từ chỗ này mà có Chư Phật Bồ Tát thật sự làm. Thứ tư sám hối nghiệp chướng. Ba thứ trước đều là tu đức. Tích lũy công đức. Nếu chẳng sám trừ nghiệp chướng, công đức cho quý vị tu tập tích lũy sẽ bị rò rỉ. Giống như chúng ta cầm một cái chén đựng nước Phía trên rót nước vào Giống như dưới đáy bị nứt, bị rò Sẽ rỉ mất Quý vị chẳng chứa đựng công đức được Ác phải giá lỗ rò ý Nghiệp chướng là lỗ rò Nó tổn hao công đức phải giá kỹ nó dùng phương pháp gì để giá sám hối dùng phương pháp gì để sám hối phàm phu chúng ta luân hồi trong lục đạo Mê mất tự tánh Chẳng biết chỗ tốt đẹp do tu điều lành Cứ tạo tác cả đống ác nghiệp Giết trộm dâm dối Tham sân si mạng Có ai chẳng tạo Chính mình cũng không phải là ngoại lệ Sau khi học Phật mới hiểu rõ làm sai rồi à, trợt rồi đã sai lầm mất rồi không sao <laughs> hy vọng từ nay trở đi chẳng làm sai nữa đó là đúng chương à, gia đại sư dạy tôi phương pháp sám hối sau này chẳng tạo nữa. Đó là chân sám hối. Sám trừ nghiệp chướng, theo như khổng môn. Khổng phu tử có một học trò tu sám trừ nghiệp chướng tốt đẹp nhất. Người ấy cũng là học trò đắc ý nhất của Ngài tức nhan hồi. Quý vị thấy phu tự tán tháng nhan hồi bất nhị quá. Tức là chỉ phạm khuyết điểm một lần. Sau khi đã biết rồi, tuyệt đối chẳng phạm sai lầm đã phạm trước đây. Đó là chân sám hối. Trong Phật Pháp dạy chúng ta Phát lộ sám hối Tức là chính mình đã làm chuyện sai quấy Trở nên bừng bít Phải có dũng khí Bày tỏ khuyết điểm của chính mình Khiến cho mọi người đều biết Dũng ý ấy rất sâu Quý vị hướng về mọi người công bố rồi Giận chẳng biết xấu hổ mà tái phạm ư. Ừ. Nếu tái phạm, người ta sẽ nói, vài hôm trước ngươi đã phạm, cứ sau ngươi lại phạm. Do vậy, đối với chính mình, sanh ra sức ước thúc có tác dụng rất lớn. Lợi ích thật sự của phát lộ sám hối chính là ở chỗ này. Vừa cổ vũ, khích lệ người khác, vừa bày tỏ khuyết điểm của chính mình quyết định sau này chẳng tạo nữa đó là chân sám hối dẫu sám hối phát lộ sau đây vẫn tạo thì chẳng phải là chân sám hối Trong danh từ này sám là tiếng phạn dịch âm tiếng Ấn Độ là sám ma. Người qua tỉnh lược âm cuối, dùng một chữ sám. Hối là tiếng Hán, chữ sám có ý nghĩa rất gần với chữ hối. Nên kết hợp hai chữ phạn và Hán, như thế gọi là phản qua hợp dịch. Gộp chung lại để phiên dịch. Vì thế, sám hối có ý nghĩa thật sự là về sau chẳng tạo nữa. Chẳng phạm lần thứ hai. Đó là chân sám hối chớ nên che giấu bưng bít tội nghiệp dấu diếm thì tội nhỏ biến thành tội lớn tội lớn biến thành trọng tội phiền phức to thật sự hối lỗi sửa lỗi đổi mới về sau chẳng tạo nữa nghiệp chướng tiêu trừ nghiệp chướng đã tiêu trừ công đức của quý vị mới có thể tích lũy nghiệp chướng chẳng tiêu trừ dẫu Diếm tội nghiệp do chính mình đã tạo chẳng muốn nói với người khác sợ kẻ khác biết Dẫu quý vị làm nhiều chuyện tốt đến mấy Vẫn chẳng có cách nào bù đắp tội nghiệp của chính mình Nói theo Phật Pháp Sau khi chết vẫn phải đọa địa ngục Đáng sợ ngần ấy Nhất định phải giải quyết vấn đề Trong một đời này Nếu đời này chẳng thể giải quyết Nói sau khi chết sẽ giải quyết Đâu có đơn giản như vậy Vì sao? Có người sau khi đã chết So với hiện tại càng hồ đồ hơn Thần trí chẳng có cách nào nhạy bén như trong hiện tại. Ngạ quỷ súc sanh địa ngục, thua kém nhân đạo quá xa. Do vậy chúng ta được làm thân người thì điều tốt đẹp là có thể sám hối nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức đều được thành tựu trong một đời này. Chớ nên đợi đến đời sau. Trong đời này, gặp gỡ Pháp môn tịnh độ, được nghe mười đại nguyện dương. Mười đại nguyện dương Được xếp trong Chứng tính tự Của bộ kinh này Quý vị nói xem ý nghĩa sâu chừng nào Đấy là trí huệ chân thật Thiện xảo phương tiện Của Phật Bồ Tát nhằm nhắc nhở chúng ta. Sám hối, thông, với hết thầy Phật Pháp, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn Giáo Hạ, Tám dạng bốn ngàn Pháp Môn, Vô lượng Pháp Môn, Môn nào cũng đều là Pháp Môn Sám Hối. thứ năm tùy hỷ công đức tùy hỷ công đức là phá trừ ganh ghét ngạo mạn ganh ghét ngạo mạn là đại phiền não vì sao có người tạo nghiệp chủ yếu đều lại ở chỗ này. Thấy người khác có chuyện tốt đẹp, chính mình chẳng bằng kẻ ấy. Lòng ganh ghét ngạo mạn dấy lên, nghĩ hết mọi phương cách để gây chướng ngại, phá hoại kẻ ấy. Nếu chúng ta hỏi, Người tu tùy hỷ công đức Tu phổ hiền hạnh nguyện Có thật sự bị kẻ ấy chướng ngại Phá hoại hay không? Chẳng có Bất luận dùng thủ đoạn gì Hủy bán người ấy cũng thế Lăng nhục người ấy cũng thế hãm hại người ấy cũng thế Người ấy thật sự chẳng bị hại không chỉ chẳng bị hại mà còn được thành tựu. Các bạn hữu đọc Kinh Kim Cang rất nhiều. Trong Kinh Kim Cang có một câu chuyện. Nhẫn nhục tiên nhân bị vua ca lợi các chặt thân thể. Rất nhiều người biết chuyện ấy. Nhẫn nhục tiên nhân là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. vua ca lợi có tổn hại được ngài hay không chúng ta thấy là tổn hại nhà vua lăng trì xử tử nhẫn nhục tiên nhân thủ đoạn rất tàn khốc để giết chết nhẫn nhục tiên nhân nhưng về phía nhẫn nhục tiên nhân những hành động ấy thành tựu ông ta viên mãn nhẫn nhục ba la mật chịu tai nạn như vậy chẳng có chút tâm oán hận nào điều này chẳng dễ dàng một chút tâm oán hận cũng chẳng có không chỉ chẳng có tâm oán hận tâm mà còn sanh khởi tâm báo ân báo ân gì vậy thành tựu viên mãn nhẫn nhục ba la mật cho ngài giống như khảo thí vượt được cái ải ấy vừa vượt qua bèn thành phật thích ca mâu ni phật đã thành phật khi ấy vua ca lợi hỏi ngài ngươi có oán hận hay không chẳng có trong tương lai ta thành phật người sẽ độ thứ nhất là bệ hạ Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật Người thứ nhất đắc độ là Tôn Giả Kiều Trần Như Kiều Trần Như là vua ca lợi thuở ấy Làm sao quý vị có thể hại nổi người thật sự tu đạo Chẳng thể nào Nhưng quý vị hại người ấy có tội hay không Có tội Tội kết ở chỗ nào Chẳng phải là kết từ chỗ nhẫn nhục tiên nhân nhẫn nhục tiên nhân tu sáu ba la mật nhẫn nhục là chủ tu năm thứ kia là trợ tu một chủ năm bạn ngài trụ trong thế gian giáo hóa rất nhiều chúng sanh quý vị giết chết ngài những người tiếp nhận sự giáo hóa của ngài chẳng có thầy Do công phu chẳng đủ Bèn bị thoái chuyển Quý vị phải lãnh cái tội ấy Vua ca lợi phải gánh cái tội ấy Vua ca lợi giết nhẫn nhục tiên nhân Mắc tội quỷ hoại duyên phận đắc độ Của hết thảy chúng sanh Tội lỗi ấy là địa ngục A Tỳ cho nên vua ca lợi đọa địa ngục a tỳ chỉ có phật pháp giảng rõ ràng rành rẽ nghiệp nhân quả báo này mở đầu kinh phát khởi bồ tát thù thắng chí nhạo cũng có một câu chuyện giống như vậy có hai người xuất gia giảng kinh thuyết pháp giảng rất hay người tin tưởng rất đông này chúng ta nói là quy y nhiều cúng dường cũng nhiều sanh tâm cung kính thầy có người xuất gia khác thấy vậy Giấy tâm ganh ghét Trong lòng khó chịu Tung tin đồn trong giới tín đồ Vì Pháp Sư này tuy giảng kinh khá lắm Nhưng thiếu đức hạnh Ác ý hủy bán sau khi thính chúng nghe lời đồn đại tín tâm đối với pháp sư dấy lên hoài nghi Thối chuyện cũng rất nhiều Đã phá hoại Pháp hội đạo tràng giảng kinh của Pháp sư rồi Có năm người xuất gia đọa địa ngục Thật ra kết tội ở chỗ nào Đoạn dứt thiện tâm và duyên nghe Pháp của thính chúng Kết tội ở chỗ này Hai vị Pháp Sư giảng kinh ấy chẳng oán hận kẻ phá hoại. Hai, Hai vị cũng thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Vì thế, hại người, người chẳng bị hại. Cuối cùng hại đến ai? Hại chính mình. Đối tượng bị quý vị làm hại chẳng bị hại Nhưng do duyên phận nghe Pháp của cả đống người Bị quý vị đoạn giết, Quý vị hãm hại những người ấy Gây hại cho tín chúng ấy Chứ chẳng hại được gì Pháp Sư ấy Quý vị nói có oan uổng hay không? Trong tâm muốn hại người nhưng chẳng hại được Đối với những kẻ chẳng mong hãm hại, quý vị lại hại nhóm người đó. Đây là gì? Ngu si, thiếu trí huệ. Nếu kẻ ấy thông minh, thấy rõ ràng, sẽ chẳng làm chuyện này. Mà sẽ làm như thế nào? Tùy hỷ công đức. Vì Pháp Sư ấy nhọc nhằn giáo hóa đồ chúng. Người nhiều ngân ấy được lợi ích, thành tựu do Pháp Sư dạy dỗ. Nếu kẻ ấy thông minh sẽ nắm được toàn bộ công đức của Pháp Sư Có thể hay không? Có thể chứ Tán tháng Cung kính vị Pháp Sư đó Làm cho nhiều tín đồ đều đến tiếp nhận giáo huấn của Pháp Sư ấy Pháp Sư dạy họ thành công Do công lao của ai? Công lao của người giới thiệu Quý vị thấy đều do tôi đưa quý vị đến Nếu tôi không đưa đến do đâu mà quý vị biết Công đức tùy hỷ và công đức của Pháp Sư to như nhau Có khi còn trội hơn Nếu cái gì ảnh hưởng nhiều người Sẽ vượt trội nhiều lắm Lợi ích người khác là lợi ích chính mình thật sự Hại người khác thật ra là hại chính mình Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này Người hiểu rõ đạo lý này Trong quá khứ Khi chúng tôi còn trẻ Chưa học mười nguyện phổ hiền Chẳng biết Đến khi gặp phải tình hình như vậy Trong tâm rất khó chịu Học mười nguyện phổ hiền rồi mới biết Hoảng nhiên đại ngộ Nguyên lai chính mình quả thật chẳng bị chướng ngại bị chướng ngại là kẻ khác là quần chúng nhưng trong xã hội hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển chúng ta lợi dụng công cụ khoa học kỹ thuật cao tốt lắm Đưa Phật Pháp đến gia đình của mỗi cá nhân Đó là gì? Giảm bớt ganh ghét chướng ngại xung đột Thính chúng đến đây chẳng nhiều lắm Mấy người Kẻ khác thấy quý vị Thính chúng chẳng nhiều Cũng coi như chẳng đáng kể Thính chúng của quý vị càng đông Trong tâm họ càng khó chịu Sự ganh ghét chướng ngại càng mạnh họ thấy quý vị chẳng được mấy người cũng là chẳng đáng kể gì nên không quấy rối vì thế khoa học kỹ thuật công nghệ cao cũng giúp nhiều đồng tu nghe pháp giác ngộ y giáo phụng hành đạt được lợi ích chân thật chúng ta hiểu rõ đạo lý này phải biết tu tùy hỷ công đức tu tùy hỷ đạt được công đức chiếm tiện nghi rất nhiều vì sao bỏ công sức rất ít thâu được hiệu quả quá lớn ví dụ như giảng kinh pháp sư giảng kinh còn phải chuẩn bị bài giảng còn phải nhọc nhằn giảng trên giảng đài kẻ khác ở bên cạnh khuyên mấy người đến nghe công đức bình đẳng với Pháp Sư. Quý vị nói xem, người nào được lợi hơn? Hiểu rõ chuyện này, nhãn quan của chúng ta phải nhìn xa hơn một chút. Nhìn to hơn một chút Tây phương cực lạc thế giới a di đà Phật nhọc nhằn Năm kiếp tu hành kiến lập thế giới cực lạc Giấc giả ngần ấy Quý vị thấy mười phương chư Phật, Bồ Tát đều khuyên dạy người khác đến thế giới cực lạc, tu hành, tiếp nhận giáo quân. Phật A-di-đà ở nơi ấy nhập nhằn răng dạy, các ngài chỉ là khuyên lơn, hướng dẫn người khác công đức trỗi vượt A-di-đà Phật. Quý vị thấy người sang Tây Phương cực lạc thế giới đông ngần ấy, vì sao? Do hết thảy chư Phật khuyên lơn, hướng dẫn, Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên lơn bọn đệ tử chúng ta trong thế giới Sa bà Hãy cầu sanh tịnh độ. Thích Ca Mâu Ni Phật rất thoải mái. Rất đỡ tốn công. Quý vị nghiệp chướng quá nặng. Tiêu tan nghiệp chướng chẳng dễ dàng. Hãy đến thế giới cực lạc, A-di-đà Phật sẽ giúp quý vị tiêu tan. Mê quá sâu, Thời gian mê quá dài Phá mê khai ngộ chẳng dễ dàng Hãy đến thế giới cực lạc Đều tìm a di đà Phật Ngài có cách giúp đỡ quý vị Quý vị thấy thích ca Phật Chỉ cần nói mấy câu ấy Người ta đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới làm Phật. Cảm ơn ai? Cảm ơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có Thích Ca Mâu Ni Phật làm sao biết Thế Giới Cực Lạc? Làm sao biết đến chỗ nào? Vì thế, thành tựu của Thích Ca Thế Tùng và thành tựu của A Di Đà Phật chẳng hay, chẳng khác, tùy hỷ công đức mà. Đây là người thông minh bậc nhất. Phải hiểu đạo lý này tùy hỷ sẽ đạt được công đức chân thật. Thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân. Điều này đòi hỏi phải có phước báo khá khá. Phải có trí huệ Tuy hỷ dễ dàng Người thiếu phước báo cũng có thể thành tựu đại phước báo Thỉnh chuyển Pháp Luân chẳng dễ dàng Thỉnh Pháp Sư đến nơi này giảng một bộ kinh chẳng dễ dàng Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật Tài thế Trưởng giả cấp cô độc nhận biết Phật giáo Biết Phật Pháp tốt đẹp Hy vọng Lễ thịnh Đức Thế Tôn Đến Đại Thành Xá dậy Giảng Kinh Giáo học Tìm không được địa điểm thích đáng Vì mọi người đều biết Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng đến một mình Nếu Ngài đến Cũng phải tiếp đãi đệ tử Thường tùy chúng Gồm 1.255 người Tìm được hoa viên và biệt thự Của Thái tử Kỳ Đà Cơ sở ấy rất thích hợp Ông ta có tiền Trưởng giả các cô độc giàu có là bậc đại phú trưởng giả tính mua hoa viên của thái tử tìm thái tử thương lượng thái tử kỳ đà nói dẫn ông muốn mua hoa viên của ta được ông đem vàng rồng lót đi lót được bao nhiêu ta bán cho ông bấy nhiêu ông ta thật sự dùng vàng rồng lót thái tử kỳ đà cảm động Thích Ca Mâu Ni Phật là người như thế nào mà ông bỏ tiền của như vậy? Ông ta giới thiệu Thích Ca Mâu Ni Phật với Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà nói, không được. Công đức này ông chẳng thể làm một mình, ta phải có một nữa. Trưởng giả Cấp Cô Độc nói, không được. Ngài đã hứa bán, tôi đã mua hoàn toàn. Tôi đã dùng vàng rồng lót hết rồi rốt cuộc thái tử kỳ đà cũng rất thông minh được ông có thể lót vàng rồng nhưng hoa cỏ cây cối trong hoa viên này là của ta rất nhiều ông chẳng phủ vàng lên hoa cỏ cây cối nên hoa cỏ cây cối là của ta ta chặt trùi hết biến thành một bãi đất hoa cuối cùng thỏa thuận được rồi đất là của trưởng giả cấp cô độc hoa cỏ cây cối là của thái tử kỳ đà nên gọi là kỳ thụ cấp cô độc viên quý vị thì quý vị không có cơ sở làm sao có thể thỉnh ngài đó là thỉnh chuyển pháp luân ác phải là đại phú đại quý mới có sức ảnh hưởng như thế được thỉnh phật chuyển pháp luân là giảng kinh dạy học Công đức ấy to lớn Nói theo mặt sự Công đức và phước đức giống nhau Nhưng dũng tâm khác nhau Hoàn toàn nhằm lợi ích người khác Thỉnh Phật đến đây giảng kinh Làm cho nhiều người tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật Không vì chính mình Chính mình chẳng có mảy may tham cầu nào đó là công đức nếu khi thỉnh phật đến giảng kinh thuyết pháp hồi hướng công đức ấy cho ta phù hộ ta bình an phù hộ gia đình ta sự nghiệp phát đạt sẽ biến thành phước đức do ý niệm khác nhau làm sao chúng ta biết chuyện họ làm là công đức Thái tử Kỳ Đà và trưởng giả cấp cô độc đều là Bồ Tát quá thân. Một vị Phật xuất thế ngang vị Phật ủng hộ. Các ngài chẳng phải là phàm phu. Biểu diễn cho chúng ta xem. Nhằm bảo cho chúng ta biết đây là chuyện tốt đẹp. Nếu quý vị muốn tu phước, phước báo lớn nhất, Phước lớn nhất là gì? Giúp người khác phá mê khai ngộ. Ta chẳng có năng lực. Phật có trí huệ, Phật thông minh. Thỉnh Ngài đến giáo học. Đến thành tựu công đức ấy. Dùng ý ở chỗ này. Chúng ta chớ nên không biết điều này Ngày nay chúng ta hiểu Một vị Pháp Sư hoặc Cư Sĩ Thật sự tu hành đúng như lời dạy Vị ấy có thể thành tựu Sau khi thành tựu Ở trong thế gian này giảng kinh thuyết Pháp Độ bao nhiêu chúng sanh do vậy chúng ta biết rõ có thể bồi dưỡng một hai pháp sư thành tựu họ trong tương lai vị ấy thành tựu trong một đời đó là thành tựu người hồ pháp công đức ấy thù thắng hoặc phước đức ấy lợi ích vô biên Nhất là trong thời đại hiện tại Giáo quân của cổ Thánh Tiên Hiền Đang ở ranh giới tồn tại hay mất đi Tiếp tục hay tuyệt diệt Nếu chẳng có ai cứu giảng Thế hệ sau không có ai kế tục Giáo quân của Thánh Hiền sẽ bị gián đoạn nơi đây chẳng còn nữa nhận biết có mấy người thật sự phát tâm thật sự muốn học hãy toàn tâm toàn lực bồi dưỡng họ giúp đỡ họ đó là gì cứu giảng phật pháp cứu giảng đại đạo của cổ thánh tiên hiện chúng ta không bàn đến công đức mà bàn đến chuyện người thế gian mong cầu phước Phước báo của quý vị ở chỗ nào Thưa thật cùng quý vị Chẳng qua trương mảy mây Đời sau quý vị sẽ làm thiên dương Trên quải trời Chẳng phải là đế dương trong nhân gian Đế dương trong nhân gian chẳng có phước báo lớn như thế Phải hiểu điều này Hiện thời phước bậc nhất là gì Bồi dưỡng nhân tài Thầy trò tốt đẹp Toàn tâm toàn lực thực hiện Khuynh gia bại sản Giết bỏ tánh mạng cũng phải làm Quả báo của quý vị là trên quải trời Trên trời có sáu tầng Mỗi tầng sao thù thắng hơn tầng trước Người có trí huệ chân thật Người có phước báo chân thật Mới có thể đến đó Do vậy quý vị có thể biết nếu chứa ngại vị pháp sư à, có thể thành tựu. hoặc những người có thể thành tựu ấy chư ngại họ hủy bán họ hãm hại họ chẳng phải là quý vị hại một mình người ấy mà là đoạn dứt toàn bộ phật pháp chướng ngại toàn bộ giáo huấn của thánh hiền Tội lỗi ấy có quả báo là địa ngục A Tỳ. Quý vị giết một ức người, tội vẫn còn nhỏ. Chứ ngại sự giáo huấn của Thánh Hiền, tội lỗi ấy không chỉ là giết một ức người. Công đức đối với công đức, quả phước các hung, hãy chú tâm quan sát và tư duy. Quý vị sẽ liễu giải. Thời cổ có người làm như vậy, như trưởng giả cấp cô độc, thịnh thích ca mâu ni phật đến giảng kinh. Ông ta cũng chưa giảng một bộ kinh nào Mà dùng vàng rồng lót đất Bỏ sạch tài sản cũng phải làm Vì sao? Ông ta hiểu rõ Thông hiểu chẳng ngu xuẩn Ông ta thật sự học Phật Tâm thanh tịnh đã thanh Phật vẫn mong hưởng thụ phước báo trong nhân gian quái trời bèn sanh lên trời thứ bảy thỉnh phật trụ thế đây là thời đức phật tài thế Thỉnh Ngài trụ thế lâu dài Để giáo hóa chúng sanh nhiều hơn Chư Phật Như Lai Phá thân đại sĩ Ngự trong thế gian này do duyên phận Thuở y Khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo Không ai biết Người bình thường chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi dưới cội Bồ Đề. Ai biết Ngài Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh? Không ai biết. Do không ai biết, không có ai thịnh Pháp. Phật sẽ ra đi. Diệt độ. Coi như là xong Chư thiên thuộc Ngũ bất hoàng thiên Trong tứ thiền thiên trông thấy Từ cõi trời họ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật Khai ngộ với cội Bồ Đề Đã thành Phật Không có ai khải thỉnh Họ từ trời xuống Huyện hóa thành hình dạng con người Cùng nhau khải thỉnh Thỉnh Phật trụ thế Thỉnh Phật giảng kinh Giáo hóa chúng sanh Thích Ca Mâu Ni Phật nhận lời Chẳng nhập diệt Thế Lúc ấy Ngài mới từ góc Bồ Đề đứng lên Đi đến Lộc Giả Uyển gần đó không xa Trong Lộc Giả Uyển có năm người Đều là họ hàng của Ngài Khi Ngài rời khỏi gia đình Năm vị ấy đi theo Chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Ngài ngài tìm năm người ấy thuyết pháp cho họ. Trong năm người ấy có kiều trần như, kiều trần như nghe đức thế tôn thuyết pháp cũng giác ngộ chứng quả a à la hán, cũng là buông tiếng tư phiền não xuống đó là thỉnh phật trụ thế phật ở trong thế gian độ kẻ hữu duyên kinh nói rất hay phật chẳng độ kẻ vô duyên vô duyên là gì không tin không hiểu chẳng thể lý giải quý vị giảng kinh cho kẻ ý kẻ ấy chẳng hiểu chẳng thể tiếp nhận đương nhiên càng không thể y giáo phụng hành người như vậy gọi là kẻ vô duyên ta nghe xong tin tưởng tuy không hiểu ta cũng không làm được vẫn là có duyên với phật duyên ấy là gì duyên cạn chẳng sâu có thể tin có thể hiểu duyên sâu hơn một chút có thể hành càng sâu hơn Có thể chứng Giảng sanh lại chứng Đó là căn đã chín mùi Do vậy Phật đến thế gian Ưu tiên bậc nhất là độ chúng sanh căn cơ đã chín mùi Họ chắc chắn có thể thành Phật Khi Đức Phật tài thế Người căn tánh nhạy bén rất nhiều nghe đức phật thuyết pháp đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh có hạng người này đại triệt đại ngộ nhưng vẫn còn có chỗ chưa làm được thì gọi là giải ngộ đức phật ở trong thế gian nhằm giúp người ấy thăng tiến có người trong hai ba năm từ giải ngộ đạt đến chứng ngộ có những người bảy tám năm có những người mười mấy năm hai mười mấy năm đều có căng tánh mỗi người khác nhau vì thế đức phật dạy mọi người căng tánh khá cạn có thể tin nhưng vẫn chưa thể lý giải quý vị thấy trước hết đức phật nói a hàm mười hai năm giúp họ tăng tấn mười hai năm ấy là giáo dục cơ sở là tiểu thừa tiếp theo đó là phương đẳng tám năm tiến nhập đại thừa là lớp dự bị của đại thừa lại bát nhã hai mươi hai năm Thuần là Đại Thừa. Cũng có thể nói là trong suốt cuộc đời giáo học của Đức Thế Tôn, khoa mục này là khoa mục chủ yếu, khoa mục cốt lõi. Trong 49 năm, khoa mục này giảng hết 22 năm. Cuối cùng, Pháp qua 8 năm. Giống như chương trình nghiên cứu sinh Pháp Hoa là quy về Pháp Nhất Thừa Thanh Phật Bác Nhã là Bồ Tát Từng tầng một nâng người ta cao lên Những người này đều là kẻ hữu duyên chưa thể đại triệt đại ngộ Chưa thể minh tâm kiến tánh Nhưng cũng có cơ sở khá tốt Những người này dành lại cho ai? Kinh giảng rất rõ ràng Dành cho Di Lạc Bồ Tát đến độ Vì thế trong tương lai Di Lạc Bồ Tát thành Phật những người đắc độ trong Long Hoa Tam Hội là những người chưa minh tâm kiến tánh, chưa chứng quả trong hội của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tương lai đều sẽ thành tựu trong hội ấy. Trong một thời gian lâu dài như thế, Địa Tạng Bồ Tát thay Phật giáo hóa chúng sanh duy trì cho chúng sanh cục diện ấy cũng là từ từ nâng họ cao lên Hồng chẳng đến nỗi thoái chuyển để tạng Bồ Tát lấy gì làm trung tâm trong giáo học thưa quý vị hiếu thảo cha mẹ tôn trọng thầy phải biết điều này những điều ấy là hiếu và kính hiếu kính là pháp căn bản của pháp thế gian và xuất thế gian hết thảy thiện pháp đều sanh từ hiếu kính hiếu kính không có thì thiện pháp đều không có hết thảy các pháp nếu đặt vững căn cội trên hiếu kính thì chúng ta biết pháp ấy là chánh pháp. Vì sao? Hiếu kính là đức bậc nhất trong tánh đức. Đã nắm được cốt loại của tánh đức. Lẽ đâu chẳng thành tựu. Trong mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát Nếu nói về nguyện chỉ có bảy điều ấy Bảy điều ấy là nguyện Cổ Đại Đức bảo Ba điều sau là hồi hướng Thường tùy Phật học Là hồi hướng Bồ Đề Hàng thuận chúng sanh Là hồi hướng chúng sanh Phổ giai hồi hướng Là hồi hướng Pháp giới Cũng là hồi hướng tánh đức Câu thường tùy Phật học Vô cùng trọng yếu Thường là vĩnh viễn chẳng gián đoạn Chúng ta học theo ai? Học theo Phật chẳng sai Vì sao? Phật là bậc đại triệt đại ngộ Phước huệ viên mãn Nói theo lý Phước huệ trong tự tánh của chúng ta và phước huệ của Như Lai không hay, không khác. Nhưng chúng ta đã mê. Mê mất rồi. Phật giác ngộ chẳng mê. Chúng ta mong mỏi phước huệ trong tự tánh của chính chúng ta hiện tiền. Chúng ta đi theo Ngài sẽ chẳng sai. ngài thị hiện nói rõ với chúng ta toàn là phước huệ sẵn có trong tự tánh làm sao có thể sai làm được vì thế chỉ bảo chúng ta phải học theo phật hiện thời phật chẳng tài thế nhưng kinh bổn vẫn còn trên cõi đời kinh bổn tuy nhiều Tám dạng bốn ngàn pháp môn Pháp môn bình đẳng chẳng quá cao thấp Đối với căn tánh của chúng ta trong hiện thời quá ít thì không được Quá nhiều bèn tiêu quá không nổi Tìm một bộ kinh chẳng dài, chẳng ngắn Thích hợp với căn tánh của chúng ta Là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Được Suốt đời này chúng ta học một bộ kinh này Thật sự học bộ kinh này Thưa quý vị 10 năm Quý vị dẫu chẳng đại triệt đại ngộ Cũng sẽ đại ngộ Thấp hơn đại triệt đại ngộ một bậc Quý vị đại ngộ Khẳng định là có Chỉ cần quý vị thực hiện được chữ thường này Thường là chữ nên gián đoạn thâm nhập một môn huân tu lâu dài chúng ta thấy từ xưa đến nay quả thật có nhiều người chẳng biết chữ chưa hề học hành thứ gì cũng chẳng biết có người bảo kẻ ấy A-di-đà Phật hay lắm Quý vị hãy niệm câu Phật hiệu này Tương lai nhất định được lợi ích Người ấy có thiện căn chẳng hoài nghi Tiếp nhận Từ hôm ấy trở đi Thật sự suốt ngày từ sáng đến tối Luôn là A-di-đà Phật Niệm ba năm Biết trước lúc mất Chẳng ngã bệnh Rất tiêu xoài đứng giảng sanh Hoặc ngồi giảng sanh Chẳng ngã bệnh Ra đi Đến thế giới cực lạc Thời gian ba năm thôi nếu chúng ta dụng công nơi kinh giáo 10 năm Lẽ đâu chẳng khai ngộ trong kinh di giáo đức thế tôn đã nói chế tâm một chỗ không gì chẳng thành tựu ta muốn đến thế giới cực lạc muốn thân cận a di đà phật làm chuyện này quý vị hãy tập trung tâm vào một chỗ một bộ kinh này một câu phật hiệu quý vị sẽ làm được chẳng khó. Trên thế gian làm chuyện khá khó khăn, chứ chuyện này chẳng phải cầu cạnh ai khác. Chỉ cần chính mình hạ quyết tâm là có thể làm được. Bí quyết thành công ở ngay trong câu này. Nguyện kế tiếp trọng yếu vì thân người chúng ta vẫn ở trong thế gian này, sống như thế nào, hằng thuận chúng sanh, tùy thuận, thế nào cũng được. Tôi muốn tới thế giới cực lạc, thế giới này chẳng ăn nhầm gì đến tôi, có gì là không chịu được, còn có gì để ham hố, tranh giành thật sự làm được không tranh với người không cầu nơi đời nhất là hiện thời địa cầu lắm tai nạn ngần ấy chỗ nào an toàn chẳng có chỗ nào nếu tâm đã định chỗ nào cũng an toàn nếu tâm chẳng định nơi đâu cũng chẳng an toàn Tâm định bạn ở trong thế giới cực lạc Mỗi ngày niệm tại đâu, nghĩ tại đó Chẳng có tai nạn Tốt lắm Có tai nạn cũng tốt lắm có tai nạn sẽ sớm ra đi bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh chẳng quan hỷ mà cũng chẳng bi ai đối đại mọi vật bằng cái tâm bình thường kết thiện duyên với hết thảy chúng sanh chúng sanh làm chuyện sai quấy quý vị trông thấy kẻ ấy có tập khí ngạo mạn ganh ghét chẳng khuyên hãm chẳng phê bình cũng chẳng ghiêm chuyện đó trong lòng trong tâm chỉ có a di đà phật Đối với người có thiện căn, bèn khuyên kẻ ấy niệm Phật. Đối với kẻ ai chẳng có thiện căn, hãy để mặc kẻ ấy. Cuối cùng là phổ giai hồi hướng. Câu này có cùng ý nghĩa với một câu nói trong giọng tận hoàng nguyên quán của hiền thủ quốc sư. Tức là câu nói về ba thứ châu biến Trong đó loại thứ ba là bao hàm không và có Tâm lượng của quý vị đã mở rộng Tâm bao thái hư Lượng châu xa giới Có tâm lượng to như thế Quý vị mới có thể thành Phật Không có tâm lượng to như thế Chẳng thể thành Phật Tối đa là thuộc địa vị Bồ Tát Thành Phật Là phải giúp đỡ hết thảy chúng sanh Khắp Pháp giới hư không giới Đều có thể chứng đắc Rốt ráo viên mãn Đó là cái tâm thành Phật chẳng còn phân biệt nữa giống như trong tựa đề kinh này tâm thanh tịnh hiện tiền tâm bình đẳng hiện tiền tâm đại giác hiện tiền thanh tịnh bình đẳng giác là tâm vô thượng bồ đề đó là chân tâm của chúng ta Niệm niệm chẳng vì chính mình Niệm niệm vì toàn thể của cả vũ trụ Phổ giai hồi hướng Hồi hướng cho hết thảy hữu tình chúng sanh cây cối hoa cỏ núi sông đại địa hết thể hiện tượng tự nhiên trong khắp pháp giới hư không giới. vì sao những hiện tượng ấy đều là duy tâm sở hiện duy thức sở biến. toàn là tự tánh có cùng một thể với chính mình. Chẳng có mảy may sai biệt Chúng ta có tâm phân biệt là trật rồi Có tâm chấp trước càng trật hơn Những làm lỗi thảy đều buồn xuống Trở về nhất chân Trong nhất chân Mười đức hạnh to lớn này Đều trọn đủ viên mãn Ở đây tôi chỉ giới thiệu đơn giản Mười điều này Giới thiệu tỉ mỉ Xin hãy nghe hay đọc trong bài giảng kinh Hoa Nghiêm Nay đã hết thời gian rồi Chúng ta học tập tới đây Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ nam mô a di đà phật thank you